Bây giờ xin thầy thành tên tôi 2 phút. Cái câu hỏi này dễ ăn à. Bây giờ tất cả các bệnh nhân ở đây muốn được truyền thông sinh dưỡng ở đây hỗ trợ cần điều kiện gì? Ai trả lời đúng, hưởng tiền và nhanh, thời gian có hạn. Ai có biết nếu vào đây cần được muốn được sinh dưỡng hỗ trợ thì cần điều kiện gì? Ở đây mà có cứu bệnh dạng, có bác cứu bệnh dạng đưa lên, trả lời đúng, thử liền luôn. Tranh thủ ngăn, nếu muốn được sinh dưỡng hỗ trợ thì mình cần cái điều kiện gì mới được hỗ trợ? Okay. Và các mạnh thường quân, những cái người mà muốn được hỗ trợ á, thầy Xuân Dũng hỗ trợ á, là những bệnh nhân không có điều kiện để chữa Tây y, với lại cái hoàn cảnh khó khăn á, thì phải có đủ đấy giấy tờ ở địa phương chứng nhận đó là những cái bệnh nhân nghèo, không có để tiền để chữa trị, thì làm với xin bên mạnh thường quân giúp đỡ để có tiền điều trị trong cái thời gian mà mình điều trị, để có tiền trang trải, ví dụ như là trả tiền phòng trọ, rồi thêm để tiền uống thuốc ở bên ngoài và tiền ăn uống thêm, ví dụ như rau củ quả các cái hạt để cho có chất để điều trong quá trình chữa bệnh ạ. Yeah. Xin mời anh Phạm Xuân Dũng sẽ trả lời câu hỏi này có đúng như cái điều kiện của anh không ạ? À? Cảm ơn anh Tô Phú Quế đã đặt một câu hỏi rất là hay, và đây là một câu hỏi mà nhiều người và đang muốn Xuân Dũng chia sẻ trên một số clip sắp tới đây. Cảm ơn anh. Dạ. Và mọi người dành cho anh Tô Phú Quế một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ, cảm ơn nhiều. Đơn giản lắm nhưng mà anh Tô Phú Quế hơi đề cao Xuân Dũng một tí. Cảm ơn anh. Thực ra thì Xuân Dũng không có tiền để hỗ trợ đâu, nhưng mà Xuân Dũng làm nhịp cầu nối để kết nối với Mạnh Thường Quân là điều kiện để được Xuân Dũng tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Mạnh Thường Quân hỗ trợ thôi. Còn mà Xuân Dũng hỗ trợ thì nó cũng có hàng với anh Quế, em không có giàu như anh Quế đâu. Thưa bệnh nhân thế này, để mà Xuân Dũng tiếp nhận hồ sơ và đề lên cho Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì cần hai điều kiện. Thứ nhất là bệnh nhân thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo là có cái giấy đó. Mà nếu mà không có giấy đó thì có một cái giấy xác nhận của địa phương là mình là có hoàn cảnh khó khăn, là cái điều kiện đầu tiên. Đó, nhớ nha, phải có dấu mộc của địa phương để Xuân Dũng sau này mà có làm cho nó dễ làm việc hơn. Cái thứ hai nữa thì bệnh nhân cần có một cái đơn gửi lên cho Xuân Dũng cũng như gửi lên cho Mạnh Thường Quân là trình bày cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Mình hiện tại đến đây đã được các thầy điều trị là một cái may mắn cho mình rồi, nhưng vì sao mà đến đây điều trị miễn phí mà mình còn phải cần phải sự giúp đỡ nữa, thì là giúp đỡ cái gì, cần cái gì mình đề đạt lên, đúng không? Ví dụ như là tôi đến đây nhưng mà không có tiền đi đến xe đến đây, chỉ còn có 500 ngàn à, giờ không có đủ tiền xe trọ thì phòng trọ ở đây là 700 ngàn, ví dụ như vậy. Hoặc là tôi không có tiền để mua nồi áp suất chẳng hạn, đó mình phải đề đạt lên, tức là mình phải mong muốn như thế nào thì mình làm cái đơn viết bằng tay rồi mình nộp lên, kèm theo là cái điều kiện một nữa nhá, là đủ chỉ cái hai điều kiện đó thôi. Chứ bây giờ một số bệnh nhân cứ tới đây viết là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam là đơn xin hỗ trợ này, tôi là cái khó khăn nhờ thầy Dũng sẽ hỗ trợ cho tôi xong chấm, nộp với Dũng cái đơn vậy thì không có đủ nha. Cố gắng làm đơn để mình ghi nó đầy đủ thông tin, nó lâm ly đi đáp để cho mình thân quân mà cảm thấy Xuân Dũng cảm thấy muốn khóc luôn với bệnh nhân luôn, là lúc đó tự nhiên là có người hỗ trợ cho mình đó. Rồi lưu ý cho các bệnh nhân như vậy. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn anh Tô Phú Quế rất nhiều. Đây xin mời anh Phạm Xuân Dũng sẽ phát thưởng cho bệnh nhân vừa trả lời ạ. Bệnh nhân này rất là hay, tại vì bệnh nhân này đã từng viết đơn lại lần thứ hai rồi. Tại vì Xuân Dũng là không chấp nhận được để cái đơn mà đã Dũng nhận đó. Sáng đây Xuân Dũng chia sẻ một chút nữa thôi. Mọi người có thấy là trong cái buổi lễ ra viện hôm nay mọi người cảm thấy là vui vẻ hơn không, đúng không? Nó thoải mái tinh thần hơn đúng không? So với những kia hình như lần trước cũng có một lần cũng vui rồi, lần này thì có những cái game show, những cái trò chơi, những cái câu đố như thế này, mình cảm thấy thoải mái hơn. Và thưa quý vị, với cái những người mà bị bệnh ung thư thì chúng ta đã bị dồn đến cái chữ sinh chữ tử nó gần kề nhau, và cái tâm lý nó rất là nặng nề, đúng không ạ? Và một cái mà trong cái phác đồ điều trị, ngoài cái thuốc của các thầy
ngoài phát đồ của thầy ra thì cái năng lượng tinh thần nó rất là quan trọng. Đó một năng lượng rất tuyệt vời để nó tạo ra một cái hormone có thể là tạo sức đề kháng để cùng với các thuốc của các thầy để nó tạo ra, để nó phá tan khối u cũng như đưa cái sức khỏe của chúng ta trở lại trạng thái bình thường đó. Cho nên là cái tâm lý rất là quan trọng, tâm lý lạc quan, tâm lý động viên, tâm lý được an ủi, tâm lý luôn không bị bỏ rơi, đúng không? Tâm lý không bị bỏ rơi tại vì ở đây có những người thầy, những thầy thuốc, những các thầy ở đây luôn luôn đứng bên cạnh chúng ta. Do đó thì Xuân Dũng rất mong sao rằng là cứ mỗi lần mà có chương trình ra viện, chúng ta nên có những cái chương trình nó hoạt động, nó sôi nổi hơn, vui vẻ hơn đó, đúng không ạ? Ví dụ như sắp tới sẽ có những chương trình như là đấy, cái màn hình mình Thường Quân đã tặng nó rồi, 75 inch rất là to, lần sau mình có thể là trên thầy Thanh có thể đưa vào cái chương trình, có thể là giao lưu giữa buổi em 1-2 ca khúc gì đó chẳng hạn, rồi mình tặng quà. Là một. Thứ hai nữa thì một cái thông tin mà Xuân Dũng đưa ra thì nó hơi bị sốc với bệnh nhân đó, rất là sốc luôn. Thì ngày mai là ngày giỗ lần thứ 14 của ba Xuân Dũng, cho nên là Xuân Dũng có phát tâm là mỗi tháng sẽ tặng một cái máy kim, nhưng sẽ tặng cho phòng khám ở đây. Một tháng tức là Dũng sẽ tặng là 5 tháng liên tiếp 5 cái máy kiềm, với điều kiện đó một tháng một cái, và sẽ chọn vào một ngày cuối tháng và sẽ có một tổ chức bệnh nhân thế này có một buổi sinh hoạt xong rồi bốc thăm trúng thưởng. Thế không? Mọi người đây cảm thấy vui không? Đồng ý không? Tức là sẽ có một buổi giao lưu và cái đến đây là mình giao lưu tặng sử dụng tặng một cái kiềm và hai cái nồi áp suất. Hai cái nồi áp suất nữa, đó là cái của Xuân Dũng, người Xuân Dũng phát tâm ra. Thì một cái máy kiềm nha, một cái máy kiềm với hai nồi áp suất là chương trình một tháng một lần, một tháng một lần, và tạo ra một sân chơi vui vẻ. Hôm đó là mình chỉ đến giao lưu hát hò xong bốc thăm cũng thưởng rồi chở máy kiềm lấy nồi áp suất về, còn ai muốn mà lấy thì lấy, ai muốn tặng lại phòng khám tặng. Và cái máy kiềm nó giống như cái máy mà Dũng đặt ở góc kia, máy đó thôi nhá, còn cái máy mà kia nhiều tiền lắm không chịu nổi. Thứ hai nữa là cái máy này nó không kén nước, không kén nước, còn cái máy mà kia thì như ở Trà Vinh nó không xài được nhá, máy ion kiềm ở Trà Vinh hiện tại không xài được, phải qua cái hệ thống lọc rất là đắt tiền nữa mới xài được, tại vì nước ở đây cái dạng nước cứng nó quá cao đó, nó chỉ xài dùng được cái máy ở dưới ngoài kia thôi đó. Thì thông báo cho mọi người như vậy, và bắt đầu từ hôm nay là tháng 3, đầu tháng 3 thì cuối tháng 3 này Dũng sẽ khởi động chương trình đầu tiên đó, là cái máy ion cái máy máy lọc nước hydrogen kiềm đầu tiên và hai cái nọ phức, và 5 tháng liên tục như vậy. Rồi xin cảm ơn.